Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ghi nhận sự kiện căn cứ tra cứu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng trong bài viết "Chẳng có ai so toẹt công lao của Alexander Rudd" đăng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 30 tháng 11 năm 2019 trang 3 có đặt vấn đề như sau: có lẽ nào chúng ta không cần biết ơn một người do họ có hạn chế về tư tưởng? Bình luận: hạn chế về tư tưởng là Alexander Rudd đã có công kích Nho, Lão, Phật trong tác phẩm của mình. Trong đó, dĩ nhiên đối với người theo đạo Phật là điều xúc phạm. Nhưng nếu Alexander Rudd có xúc phạm đạo Phật nhưng ông thật sự có công, thì người Phật giáo cũng sẽ vẫn biết ơn. Luận điểm ông Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng cũng là luận điệu những trang web người Việt lưu vong hải ngoại theo chủ nghĩa diệm, có nghĩa là Ngô Đình Diệm. Những trang mạng xã hội trong nước thường đối kháng với chính quyền rằng nếu không đặt tin được Alexander Rudd là vô ơn. Vì vậy, bài viết này phản biện ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng, đại diện cho ý kiến hậu thuẫn việc đặt tin đường Alexander Rudd ở Đà Nẵng. Dân tộc Việt Nam cũng như Phật giáo Việt Nam đều rất biết ơn những người đã có những đóng góp to lớn cho dân tộc, dù rằng đó là xây dựng bảo vệ đất nước hay những cống hiến cho văn hóa, nghệ thuật, không phân biệt tôn giáo. Không hiếm những người công giáo có những đóng góp như vậy, chẳng hạn như Nguyễn Trường Tộ là một trường hợp tiêu biểu. Ở những trường hợp như vậy, người đóng góp là vì lợi ích của dân tộc, xuất phát từ động cơ phục vụ đất nước. Họ làm vì trách nhiệm trước Tổ quốc. Dĩ nhiên, như thế thì dân tộc đất nước ghi công. Công từ cái tâm, cái lòng của họ. Cái tâm, cái lòng, thành ý, nguyện vọng phục vụ Tổ quốc là căn cứ quyết định để xác định công lao. Ghi nhận sự biết ơn mà việc chúng ta đang bàn cụ thể ở đây là đặt tên đường. Xét trường hợp Alexander Rudd thì câu hỏi đặt ra là cho dù đích thực đúng ông ta chế ra chữ quốc ngữ thì ông ta không xuất phát từ động cơ phục vụ Tổ quốc chúng ta, mà ông phục vụ cho việc truyền đạo, nó đúng hơn là cải đạo người dân Việt Nam. Người Việt Nam, người tăng ni Phật tử Việt Nam không thể coi việc làm phục vụ cho mục tiêu cải đạo là một công ơn được. Việc đặt tên đường Alexander Rudd dường như đã có từ thời chính quyền công giáo trị Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, sau này chỉ là phục hồi tên đường mưu toàn của chính quyền công giáo trị Ngô Đình Diệm dưới sự lãnh đạo tinh thần của Tổng Giám mục Ngô Đình Thục, là đánh đồng việc phục vụ cho giáo hội Catholic La Mã với việc phục vụ cho dân tộc Việt Nam, cũng là cách mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng cũng như các trang mạng người Việt hải ngoại. Việc đánh tráo đổi, việc đánh tráo đối tượng phục vụ như về kể trên, về diễn ra trong hoạt động văn hóa, nó vẫn mang ý nghĩa chính trị và tôn giáo. Tôn vinh công ơn của việc làm có mục tiêu công giáo cải đạo của Alexander Rudd vừa là tác động tôn giáo, vừa có tác động chính trị. Vậy người theo Phật giáo có mà ngu muội đến nỗi đi biết ơn người đã chế tác công cụ cải đạo? Người Việt Nam chân chính cũng đủ sáng suốt để nhận ra, và đó là một sự thật hiển nhiên, rằng Alexander Rudd chế tác chữ quốc ngữ không phải để phục vụ cho đất nước Việt Nam. Việc chế tác ra chữ quốc ngữ không quan trọng, không phải là điều khó làm, không phải điều phi thường. Ngày nay nhiều quốc gia có chữ viết không phải bằng mẫu tự Latin đã làm được việc đó. Nhưng họ không Latin hóa chữ viết của họ mà vẫn giữ chữ viết truyền thống. Cho nên khẳng định việc chế tác việc chữ quốc ngữ là không quan trọng thì cũng lại là đồng thời xác định tầm quan trọng của quyết định đưa chữ quốc ngữ vào sử dụng chính thức. Người ta nhắc đến công lao vua Khải Định trong quyết định này. Cho nên nếu biết ơn về việc đưa chữ quốc ngữ vào sử dụng chính thức để có kết quả như hôm nay,
thì phải biết ơn vua Thiệu Trị. Liên quan đến biết ơn, về chữ quốc ngữ thì để đặt tên đường phải đặt tên đường vua Khải Định mới đúng. Nhưng Khải Định là một ông vua bù nhìn. Văn bản của Khải Định ban hành chỉ có giá trị trung kỳ và bắc kỳ, cho nên biết ơn đặt tên đường phải dành cho toàn quyền Đông Dương. Vì chủ trương phải là từ Viên Quang người Pháp này và có tác động trên cả ba kỳ. Còn Khải Định chỉ là người thừa hành một thứ công bọc đội vương miện mà thôi. Chính quyền Công giáo trị Ngô Đình Diệm, lãnh đạo tư tưởng Ngô Đình Thục, chỉ muốn tri ân Alexander Rus vì lý do chính trị, chứ họ không hẳn vì lý do ơn người chế tác chữ quốc ngữ. Nếu không có cuộc mất nước về tay người Pháp thì có thể chữ quốc ngữ chỉ dùng để các cha đạo nhà thờ đọc với nhau như trong buổi đầu nó mới được tạo ra. Chữ quốc ngữ nếu xét từ khía cạnh phản biện, nó là giải pháp mà chính quyền thực dân sử dụng để đoạn tuyệt với truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Chính quyền Mao Trạch Đông Trung Quốc đã có những bước để đoạn tuyệt văn hóa truyền thống Trung Quốc. Bước một là tạo ra chữ giản thể và thành công. Đồng thời bước hai là Latin hóa và chỉ thành công một phần nhỏ. Trung Quốc vẫn giữ chữ tượng hình khối vuông. Bước ba là đại cách mạng văn hóa. Cho nên chữ quốc ngữ không phải là một thành quả tự sanh từ sự sáng tạo là lựa chọn của người Việt, mà nó là một thứ đại cách mạng văn hóa của chính quyền thực dân Pháp. Trong cuộc đại cách mạng văn hóa này, đạo Catholic La Mã đóng vai trò chủ yếu. Thế Công Mơ đưa chữ quốc ngữ thành một thứ chữ viết chính thức là một hành vi cưỡng bức. Trong toàn cảnh quốc gia mất độc lập chủ quyền, nhận ơn đây là đặt tên cho vị toàn quyền người Pháp có công chỉ đạo phổ biến chữ quốc ngữ trước, rồi hắn mới biết ơn các giáo sĩ chế ra chữ quốc ngữ. Vì vậy nguyên tắc biết ơn là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng nêu ra là một nguyên tắc vô ơn với người đã chiến đấu hy sinh cho độc lập chủ quyền của đất nước, cho quyền tự quyết, tự định đoạt, lựa chọn chữ viết của một dân tộc mà không bị kẻ xâm lược áp đặt, kẻ bù nhìn quyết định. Vô ơn là xấu, đi nhận công ơn một cách bá vơ sẽ lại xấu hơn. Nhưng vô ơn với những người đã hy sinh bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc thì xấu xa ở mức cực điểm. Như đã trình bày, vấn đề tên đường Alexander Rus có liên quan đến tôn giáo, cụ thể là Alexander Rus là người đã xúc phạm Phật giáo. Kêu gọi sự biết ơn nói chung, trong đó gồm có cả tăng ni và người theo đạo Phật, là điều xuyên tạc không phù hợp. Đề nghị người phát ngôn Phật giáo lên tiếng nói rõ ở điểm này. Đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam có những hoạt động thích hợp ủng hộ nhóm Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Cung trong kiến nghị của quý vị trí thức này. Sự việc Dương Ngọc Dũng vừa rồi cho thấy chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn còn nhận thức về những vấn đề ảnh hưởng tiêu cực, lệch lạc đối với Phật giáo. Dương Ngọc Dũng xúc phạm Phật giáo hôm nay chỉ là tiếp nối luận điệu Alexander Rus khi xưa. Nhiều triệu tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng đến nhiều chục triệu không thể là người biết ơn Alexander Rus. Nếu thế thì phát ngôn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên có phản ứng một cách tương xứng. Đừng để Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Cung đơn độc, cũng như đừng để những người Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng chiếm lấy diễn đàn truyền thông như đối với báo Tuổi Trẻ. Ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Cung đăng trên báo Tuổi Trẻ, ảnh chụp màn hình. Cụ thể trong trường hợp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần có văn bản gửi đến báo Tuổi Trẻ, cơ quan
đăng bài của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng, thể hiện rõ quan điểm không đồng tình, khẳng định Tăng ni Phật tử Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không biết ơn Alexanderus về việc chế tác chữ Quốc ngữ. Căn cứ khách quan lịch sử của quá trình chế tác, phổ biến chữ Quốc ngữ, nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam im lặng thì phải chăng đó là việc thiếu trách nhiệm trước một vấn đề liên quan đến đạo pháp, dân tộc và xã hội chủ nghĩa? Việc bỏ mặc Giáo sư Tiến sĩ Lê Cung không có những hậu thuẫn cần thiết trong bối cảnh truyền thông dầu sôi lửa bỏng là một hình ảnh rất xấu cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khiến những trí thức gắn bó với Phật giáo Việt Nam, với Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ mất đi tình cảm với đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tránh xa những vấn đề liên hệ đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam im lặng trước việc một cơ quan truyền thông do nhà nước quản lý như Báo Tuổi Trẻ ủng hộ mạnh mẽ đến mức chưa từng có việc đặt tên đường cho một người đã xúc phạm đạo Phật Alexanderus, thì đó là một tiền lệ nguy hiểm đối với những trường hợp tương tự. Theo nguồn của người Phật tử, mong rằng là bên giáo hội có một tiếng nói, có văn bản đến các cơ quan ban ngành. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.